Phân loại thực vật. Mục tiêu học tập. 1. Trình bày được đơn vị phân loại, danh pháp và bảng tóm tắt phân loại thực vật. 2. Phân tích được các đặc điểm chính của một số họ thực vật. Có cây dùng làm thuốc để ứng dụng trong ngành dược. 3. Rèn luyện được kỹ năng, tư duy, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, thảo luận. Phân loại thực vật, hệ thống học thực vật, là một phần cả thực vật học. Chuyên nghiên cứu cách sắp xếp những thực vật giống nhau thành từng nhóm, từng loại theo một trật tự tự nhiên. Hệ thống đó phản ánh quá trình tiến hóa của giới thực vật. Đơn vị phân loại. Đơn vị cơ bản trong hệ thống phân loại thực vật là loài. Loài là đơn vị phân loại tự nhiên gồm các sinh vật họ hàng với nhau. Có quá trình lịch sử phát triển từ tổ tiên chung. Và giống nhau nhiều hơn cả về cấu tạo và hình thái. Loài chỉ là một giai đoạn trong sự tiến hóa của thế giới sinh vật. Nhiều loài gần hơn hợp thành một chi. Nhiều chi gần hơn hợp thành một họ. Nhiều họ gần nhau hợp thành một bộ. Nhiều bộ gần nhau hợp thành một lớp. Nhiều lớp gần nhau hợp thành một ngành. Tất cả các ngành hợp thành giới. Danh pháp phân loại bằng tiếng Latin. Tên cây. Theo danh pháp quốc tế về thực vật, mỗi cây được gọi bằng hai tên Latin. Tên thứ nhất là tên chi, viết hoa chữ đầu. Tên thứ hai là tên loài, viết chữ thường. Nếu tên loài gồm hai từ thì phải có gạch nối giữa hai từ đó. Sau hai tên Latin trên là tên tác giả, viết tắt. Ví dụ, Artemisia annua, cây thanh hao hoa vàng. Leucena glauca, cây keo dầu. Panax pseudo, cây tam thất. Tên họ. Tên họ gồm chi chính của họ kèm theo đuôi từ, ACE, viết hoa chữ đầu. Ví dụ, Rosaceae, họ hoa hồng. Asteraceae, họ cúc. Fabaceae, họ đậu. Mozaceae, họ dâu tằm. Tên bộ. Tên bộ gồm tên họ chính của bộ kèm theo từ, Ale. Ví dụ, Lau Gia Lê, bộ long não. Gia Nun Cu Lá Lê, bộ hoàng liên. Dô Sa Lê, bộ hoa hồng. Tên lớp, phân lớp. Tên lớp có đuôi từ, Opsida. Ví dụ, Magloli Opsida, lớp ngọc lan. Lili Opsida, lớp hành. Pinopsida, lớp thông. Tên phân lớp có đuôi từ, ID. Ví dụ, Magloride, phân lớp ngọc lan. Ranunculalidae, phân lớp hoàng liên. Asteridae, phân lớp cúc. Tên ngành. Tên ngành có đuôi từ, phyta. Ví dụ, Bryophyta, ngành rêu. Pinophyta, ngành thông. Magloliophyta, ngành ngọc lan. Phân loại thực vật. Bảng phân loại. Nhiều tác giả, nhiều hệ thống đã phân chia giới thực vật thành nhiều ngành khác nhau. Theo những tài liệu gần đây xin giới thiệu giới thực vật gồm các ngành sau. Thực vật bậc thấp. Thực vật bậc cao. Đặc điểm một số cây dùng làm thuốc. Họ long não, lau da CAE. Đặc điểm chính. Cây gỗ. Lá mọc so le, đơn quyền, gân lá lông chim, thường có 3 gân gốc lớn. Cụm hoa sim, cớ hay tán giả, hoa đều, thường lưỡng tính, 3 lá dài, 3 cánh hoa rời nhau, 9 nhị xếp thành 3 vòng, đôi khi có thêm 1 vòng nhị lép, 1 lá noãn, bầu trên, 1 ô đựng 1 noãn. Quả mọng hình cầu đựng trong đài hoa tồn tại bao quanh như một cái chén. Hạt không nội nhũ. Một số cây trong họ. Cây quế thanh, cây long não. Họ tiết dê hay họ phòng kỳ. Đặc điểm chính. Dây leo, thân sần sùi có nhiều sẹo lá. Lá mọc so le, đơn, nguyên, gân lá hình chân vịt hay hình lọng. Cụm hoa chùm hay sim, hoa nhỏ, màu lục, mẫu 3,
đơn tính khác gốc, kiểu vòng, quả hạch hay quả mọng, hạt hình thận có nội nhũ. Một số cây trong họ: cây hoàng đằng, cây bình vôi, một số cây khác như cây tiết. Họ bao lương hay họ hoàng liên. Đặc điểm chính: cây thảo, dây leo, rễ có phồng thành cù, lá thường mọc so le, ít khi mọc đối, bẹ lá phát triển, lá nguyên hay xẻ thùy, có khi phần cuối lá biến thành tua cuốn. Cụm hoa chùm, sim, hoa đều hoặc không đều, lưỡng tính, đế hoa lồi hình nón, 4, 5 lá dài, có khi hình cánh hoa, 5 cánh hoa, nhiều nhị xếp xoắn, nhiều lá noãn rời nhau. Quả tụ gồm nhiều quả đóng hay quả đại, quả nang. Hạt có nội nhũ đầu. Một số cây trong họ: cây ô đầu, phụ tử. Một số cây khác như cây thổ hoàng liên, cây hoàng liên chân gà. Họ thuốc viện hay họ A phiến. Đặc điểm chính: cây thân cỏ, lá thường mọc so le, đơn, xẻ thùy, không có lá kèm. Hoa to, mọc đơn độc, đều, lưỡng tính, 2-3 lá dài rụng sớm, mỗi vòng 2-3 cánh hoa có màu sặc sỡ, nhiều lá noãn, bầu trên, một ô. Quả nang mở bằng lỗ ở đỉnh. Hạt nhỏ có nội nhũ đầu. Một số cây trong họ: cây thuốc viện, cây mùi cua. Họ rau răm. Đặc điểm chính: cây thân cỏ, cây bụi hoặc cây leo. Lá thường mọc so le, đơn, nguyên hay thùy chân vịt, có bẹ chìa. Hoa thường nhỏ, đều lưỡng tính, mẫu ba. Quả đóng có ba góc. Hạt có nội nhũ bột. Một số cây trong họ: cây cốt khí, cây hà thủ ô đỏ, dây leo bằng thân quấn. Một số cây khác như cây thuốc chít, cây thổm lồm, cây rau răm, cây nghệ, cây mạch ba gốc. Họ bí. Đặc điểm chính: cây thân cỏ, sống hàng năm hay sống lâu ngày, phiến lá thường chia thùy. Hoa đơn tính, phần lớn là cùng gốc, hoa đều, mẫu nằm. Quả mọng to, vỏ quả ngoài cứng. Hạt không nội nhũ, lá mầm dày và chứa nhiều dầu. Một số cây trong họ: cây gấc, cây quá lâu. Họ bông. Đặc điểm chính: cây thân cỏ, cây bụi hoặc cây gỗ. Lá mọc so le, đơn nguyên hoặc chia thùy, thường có gân chân vịt, luôn luôn có lá kèm, đôi khi rụng sớm. Hoa thường mọc riêng lẻ hay cụm hoa chùm, sim ở kẽ lá, hoa lưỡng tính, các lá bắc xếp thành vòng ngay dưới đài hoa thành một đài phụ, 5 lá dài rời hoặc dính nhau ở gốc, 5 cánh hoa rời nhau, nhị xếp 2 vòng, vòng trong có rất nhiều nhị, vòng ngoài có thể biến thành nhị tép, chỉ nhị dính thành ống bao quanh nhụy, bộ nhụy gồm 5 lá noãn trở lên, rời hoặc dính nhau, bầu trên có 2 hoặc nhiều ô. Quả nang trẻ ô, quả đại, quả đóng, quả mọng hay quả có cánh. Hạt thường có lông, không nội nhũ. Một số cây trong họ: cây vông vàng, cây cối xay. Một số cây